Xin chào các bạn đang quay trở lại với kênh Lan Orchide Người Việt ở Pháp. Hôm nay mình tạm dừng những cái việc trồng cây, trồng cỏ ở nhà nha các bạn. Paris bây giờ đã vào mùa thu đông rồi, trời rất là lạnh thì hầu như công việc làm vườn ở ngoài vườn là mình cũng tạm ngưng rồi. Mình chỉ có trồng một vài loại rau củ ở trong nhà thôi thì mình sẽ cập nhật tình hình những cái cây rau của mình. Nó phát triển như thế nào ở trong nhà cho các bạn xem vào những video sau nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về những cái món hải sản ở bên Pháp. Coi thử là các bạn xem thì các bạn coi nó có khác ở những cái đất nước khác, những cái địa phương khác không nha. Đây là một cái nhà hàng chuyên về hải sản của Bồ Đào Nha. Nó có rất là nhiều chi nhánh ở khắp các thành phố lớn của nước Pháp. Thì các bạn nhìn thấy bây giờ là gia đình mình đang đi ăn là vào ngày thứ hai đầu tuần. Và hiện tại là khoảng tầm 8 giờ tối. Mà ở trong nhà hàng là đã đầy chỗ nha các bạn. Và khách vẫn còn đứng ở ngoài để chờ được vô nha. Đó, cái ông này ông đang đứng để ông check cái passport y tế. Có nghĩa là cái giấy mà chứng tỏ mình đã chích hai mũi hoặc là mình không nhiễm bệnh Covid đó. Rồi vào tới bàn thì đầu tiên người ta sẽ phục vụ cho mình cái món là bánh mì với lại bơ mặn. Mình ăn gọi là mình ăn khai vị đó, để ăn trong cái thời gian chờ đợi người ta mang đồ ăn ra cho mình đó. Thì mình giới thiệu sơ về cái nhà hàng ở đây á, là giá cả thì rất là phải chăng so với lại những cái nhà hàng hải sản khác ở các cái trụ sở chính như ở Paris rồi đó, thì rất là mắc các bạn. Thì nhà hàng này của Bồ Đào Nha nói chung là một cái phần hải sản là chút xíu nữa người ta mang ra các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là hấp dẫn và khủng hoảng luôn á các bạn. Nếu như mà các bạn đi gia đình đông người á thì các bạn nên đến cái nhà hàng này. Nếu có dịp những bạn ở xa mà ghé qua Pháp thì có muốn đi ăn hải sản thì nên ghé tới cái hệ thống của nhà hàng này để ăn nha các bạn. Tại vì cái kiểu mà nấu chế biến á, thì nó tương đối là ăn được. Tại vì chỉ có ở đây thì đồ hải sản người ta mới có nướng hoặc là làm nóng cho mình ăn thôi. Còn những cái nhà hàng ở ngoài Paris chuyên về hải sản hoặc là những vùng biển á thì họ thường thường là để ăn lạnh. Thì mình thích nhất cái nhà hàng này là vì mình được ăn đồ nóng. Đó, các bạn nhìn thấy đây là một cái mâm hải sản, nó bao gồm rất là nhiều thứ. Một xiên là tôm, còn một xiên này là mực. Nó có những con mun thì tiếng Pháp nói là con mun, còn tiếng Việt Nam mình chắc gọi là con vẹm hay con gì đó, mình cũng không biết tiếng Việt Nam mình gọi là gì. Các bạn nhìn thấy cái sâu mực này cũng mấy chục con á, con mực này cái ruột nó cái thịt nó rất là dày nha các bạn. Thì trong cái mâm này á, nó có một con tôm càng to chẻ làm đôi, hai con tôm sú to chẻ làm đôi, có nghĩa là thành bốn phần, và rất là nhiều những con ốc với lại con mun là con vẹm đó. Con này chắc gọi là con vẹm hả, mình không biết tiếng Việt Nam gọi là con gì. Thì người ta ướp sẵn và người ta xào sơ, giống như là họ nướng trước rồi họ mới xào sau hay sao họ mình không biết, nhưng mà cái khẩu vị ăn thì nó rất là vừa ăn các bạn, nó ngon lắm. Thì bên cạnh cái món chính là hải sản thì người ta có cho mình thêm một đĩa khoai tây chiên miễn phí nha các bạn. Khoai tây chiên này nếu mà các bạn muốn ăn thêm thì các bạn có thể gọi thêm. Các bạn nhìn thấy một con tôm sú nó to, khoảng cũng tương đối to nha. Và rất rất là hấp dẫn, là vừa ăn các bạn. Thì cái phần này á, các bạn biết là gia đình mình thì ăn là chắc là ná thở luôn. Rồi bên cạnh đó mình lại gọi thêm một phần. Cái phần này là phần thịt bê đó các bạn, để cho hai con của mình ăn. Nhiều khi hai đứa nhỏ nó không thích ăn hải sản thì gọi thêm cái phần thịt bê này nè. Thì trong cái phần thịt bê này là nó có hai miếng. Một miếng rất là to nha các bạn, nhìn thấy không? Miếng to mà người ta nướng rất là vừa ăn. Cái thịt nó rất là mềm, ngon, thiệt là ngon. Bên cạnh đó thì có salad nè, rồi có khoai tây chiên và cái sốt để ăn với thịt. Nói chung một phần này là ăn cũng phải hai người cũng không hết nữa đó. Một phần này thôi á
Thì giá thành của cái phần này là khoảng hai mươi mấy euro. Rồi bây giờ mình giới thiệu sơ về những món ăn của gia đình mình đã chọn hôm nay. Thì bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức cái mâm hải sản cùng với gia đình mình trước nha. Trước tiên là mình sẽ xử cái con tôm các bạn ơi, vì mình là đạo tôm. Mời các bạn nha. Ngon không cơ? Mời các bạn ăn tôm nha. Con tôm to nè các bạn. Nó to, nó dài á. Khoảng một gang tay của mình luôn á. Người ta có cho sốt để mình là chấm á. Lấy miếng sốt ha. Ăn ngon quá vậy hả? Thích không? Sa pa thôi hả? Không ngon à? Ngon mà đúng không? Mình vừa một tay quay một tay luộc á, cho nên nó hơi khó xíu nha các bạn. Mà mình rất là ghiền cái món tôm này. Con to như vậy, nướng. Cái này con nướng không thôi các bạn, xíu muối thôi, rất là ngon. Thêm muối gì? Muối tôm hả? Thêm muối ăn gì? Cái này hả? Cái này là cái này hả? Các bạn biết không? Nhà hàng này á, nó chỉ bán là nhà hàng hải sản lớn ở Pháp. Lấy con nhỏ nhỏ á, con to quá. Ai á mà thích ăn hải sản cũng biết tới nó. Nó có rất là nhiều chi nhánh ở khắp những thành phố khác nữa. Các bạn nhìn thấy cái mâm không? Ăn là khủng hoảng luôn, nhà mình chắc là ăn không hết đâu. Một cái mâm này là 82 euro các bạn. Nó nói để cho có hai người ăn thôi. Không thể nào ăn hết, nhưng mà mình không ăn hết, mình có thể đem về được nha các bạn. Trồng rượu đó là trồng. Trồng xay mồi quên rót rượu hả? Chai rượu này là rượu của gì? Rượu rượu hồng của Bồ Đào Nha, ngon lắm. Đây ăn hải sản là phải uống cái rượu đó. Chồng cho có chai đi, cái đi ngon không? Thích không? Thích quá không? Thích quá hả? Ăn đây con. Thôi bảo là mấy người chứ.
Pháp đang là kỳ nghỉ hè của mấy đứa nhỏ đó các bạn. Con cái không có đi học 2 tuần, ở bên này học sướng lắm. Cứ đi học 2 tháng là nghỉ 2 tuần. Thì bây giờ đang bắt đầu tuần đầu tiên của tụi nhỏ nó nghỉ đó. Thì mọi người cũng hay dắt con đi chơi xa hoặc là đi ăn uống. Nhà mình thì mấy cái kỳ nghỉ nhỏ này thì không có đi chơi, ở nhà nghỉ ngơi thôi. Đây, đây các bạn, sau nửa giờ đồng hồ chiến đấu thì cả nhà mình cũng ăn được chưa hết một nửa nha các bạn. Mình chỉ ăn được mới có một con tôm sú to với lại nửa con tôm càng. Đó là coi như mình đã no cứng rất cái bụng rồi đây. Thì hiện tại bây giờ là vẫn còn một con cua, một cái sâu tôm và sâu mực này là vẫn còn nhiều nè ha, còn mấy con vẹm thì còn nguyên vẹn. Thì nói chung là một cái phần này cho hai người ăn nhưng mà nó rất là nhiều. Mình có thể đi 4 người hoặc 3 người là ăn cũng thoải mái lắm. Rồi cái phần vỏ con cua này á, là người ta làm, người ta dồn cái gì mình cũng không biết nữa vì mình chưa có không nó xay cái gì nhuyễn ở trong đó không biết thành phần là gì. Mà ăn thì nó hơi ngán một xíu, cho nên thôi mình chừa lại cái phần đó, còn mình ăn cái mấy con mun này chón hết thôi. Thì cái phần con cua đó đó mình về mình nấu cháo xong mình bỏ cái đó vô thì nó sẽ rất là ngon luôn đó các bạn. Bây giờ gia đình mình ăn cũng đã xong rồi các bạn, thì bây giờ là tới cái phần mình phải thanh toán tiền ha. Thì tổng thiệt hại tối hôm nay là nhà mình ăn một cái mâm hải sản này là 82 đồng cộng thêm chai rượu, 2 ly nước cho hai đứa con và một chai nước lọc thì tổng là 135 đồng. Mình có xin hai cái hộp để mà mang những cái đồ còn dư về. Thì nói chung là mình ăn một bữa tối nhưng mà cũng vẫn còn dư được cho một ngày hôm sau thì cũng ok ha các bạn. Rồi video của mình đến đây cũng xin tạm dừng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã cùng đồng hành với gia đình mình ăn bữa hải sản thật là ngon nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.